4 điều bạn nên biết sau khi giảm mỡ lipol ra sao. Là thứ nhất, giảm mỡ lipol là một cái công nghệ hiện đại, hiện nay bác sĩ sử dụng sóng siêu âm để đánh tan mỡ và lấy ra. Đây là một phương pháp y học rất nhẹ nhàng, ít xâm lấn. Nó cho phép lấy được cái lượng mỡ ra nhiều nhất, an toàn nhất, và đặc biệt cái mỡ lấy ra thì không lẫn máu, cho nên chúng ta không bị mất sức và không bị mất thời gian nghỉ dưỡng sau khi chúng ta lấy mỡ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta không phải nghỉ dưỡng lâu dài là sau khi giảm mỡ lipol cho sao. Những khách hàng của tôi thì sau khi giảm mỡ thường là ngày thứ hai người ta thể đi du lịch, đi chơi, làm việc bình thường, bởi vì không mất sức khỏe, không mất máu, cho nên là rất nhẹ nhàng. Điều thứ ba là chúng ta không cần phải cắt chỉ, tại vì sau khi giảm mỡ ultra sao thì các bác sĩ dùng chỉ tự tiêu hoặc là keo sinh học để dán lại cái vết lấy mỡ rất là nhỏ thôi, không cần phải cắt chỉ. Và điều thứ tư là giảm mỡ ultra sao là một phương pháp mà gần như là không có tái mỡ lại các bạn nha, tại vì chúng ta đã lấy sạch mỡ rồi. Nếu muốn tái lại mỡ lại thì chúng ta phải ăn uống rất là nhiều, chúng ta không tập luyện, và chúng ta gần như thả lỏng cơ thể chúng ta, và nó phải mất trên 10 năm thì mới có thể tái mỡ lại. Giảm mỡ ultrasound thì nó có thể giúp cho cái da bụng chúng ta co lại được 50%. Chính vì vậy là chúng ta không phải cắt da bụng, hoặc nếu cắt da bụng thì thường sau đó khoảng 6 tháng đến 1 năm, nếu mà da bụng chúng ta còn chút xíu thôi thì chúng ta chỉ cắt một cái lượng nhỏ ra đi, thì thứ nhất là không có đau, vết mổ ngắn đẹp, và chúng ta không mất thời gian nghỉ dưỡng cũng như an toàn hơn trong cái việc mà chúng ta cắt da bụng, tạo hình thành bụng. Bác sĩ Phùng Mạnh Cường cùng khách hàng đón sắc vóc rạng ngời.